Lô xin chào các đồng chí anh chị các bạn thân mến cô Lê Minh hôm nay là mình tranh thủ like tại vì cũng có một số đề tài cũng khá khá nó nó hay và hấp dẫn cho nên là mình tranh thủ thời gian để chia sẻ về với quê hương cũng như tới anh chị các bạn gần đây trên cộng đồng mạng thì là mình theo dõi tin tức trong nước cũng như ngoài nước thấy trong nước Việt Nam mình hiện nay có cái chương trình mà chính phủ đưa quân đội xuống để bảo vệ cái sự, sự trật tự an ninh trong đất nước, tức là khu vực thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo vấn đề Covid được, uh, được 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 an toàn hơn thì các bạn thấy bên những cái sự việc như vậy thì những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước ở hai ngoài hay một số những người trong nước họ không hiểu họ lại nghi ngờ và họ lo toan, họ nghĩ rằng đất nước đang có một cái sự biến động gì mà đến nỗi là ghê gớm lắm. Thực ra nó là chuyện bình thường thôi anh chị các bạn. Ở những cái quốc gia phát triển như Mỹ, tôi nói anh chị các bạn, khi mà có những trường hợp khẩn cấp, họ vẫn đưa quân đội xuống mà hàng Mỹ nó rất là, là 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 khôn khéo khi nó sử dụng quân đội bằng cái chữ gọi là National Guard. Anh chị các bạn thấy để tôi nói tôi chứng minh cho anh chị các bạn thấy là mình nói cái gì cũng phải có chứng minh chứ không phải lên trên mạng mình mình cứ nói ra theo kiểu như là chém gió đây các bạn thấy khi nước Mỹ đi vào covid Mỹ họ đưa National Guard xuống nếu mà National Guard có gọi là 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 dễ binh đó uh, Dễ binh quốc gia đó mà không đủ đó thì họ sẽ đưa quân đội xuống các bạn thấy không đây đây là nó đó, nó nó đưa cả quân đội xuống để đặng mà giúp những cái tiểu bang họ có những cái vấn đề mà covid không kiềm chế được mà cảnh sát họ bất lực anh bạn anh chim các bạn thấy không nó dùng cả những cái xe hâm vi các bạn biết xe hâm vi này là một loại xe chiến đấu dùng ở trên cái chiến trường quân sự rất là lớn và hiệu quả của Mỹ Họ sẽ sử dụng tất cả những gì mà họ có Để đặng mà khống chế Cái sự mà bất ổn của xã hội Như là thiên tai, dịch lệ, vân vân Rất là nhiều anh chị em các bạn Ngay cả các bạn thấy thống đốc của của bang New York Cũng đã declare emergency Có nghĩa là ông này Ông này tuyên bố cần phải sự giúp đỡ Khẩn cấp của cơ quan chính quyền liên bang là ổng để đặng ổng ổng nhận việc sự viện trợ của của chính quyền liên bang là đưa đưa quân xuống đưa vệ binh xuống bật à, quân đội xuống để để giúp vượt qua những cái cơn nạn thiên tai dịch lệ các bạn thấy không rất là nhiều mà đối với ở trong nước khi những trường hợp như vậy thì các bạn thấy những cái tội mất dạy không cách ao ôm chống cộng ở hải ngoại như đài hoa đài bbc những cái tụi diệt uh, tăng và những cái tổ chức chống phá xiên tạc ở ngoài chúng nó lợi dụng xiên tạc để làm mà kích động làm cho những người dân họ không hiểu họ sợ hãi và họ lo ao. cho nên tôi nói chỉ các bạn ngày hôm nay thế giới phẳng uh, quý vị là những người trong nước đang có một chính phủ rất tốt người ta đang lo chăm lo đời sống cho người dân tìm đủ mọi cách ngay cả những cái thuốc ma covid để đem về cho người dân để mong rằng uh, vượt qua cơn đại dịch này. Trong khi đó các bạn thấy nước Mỹ còn nhiều khó khăn lắm, còn rất là nhiều khó khăn. Mình chia sẻ một cái đề tài về vấn đề mà vệ binh quốc gia khi đưa xuống để bảo vệ cái sự ổn định của một đất nước ở những cái quốc gia như Mỹ này ngay cả việt nam ngày hôm nay các bạn thấy đó đó cũng là một chuyện bình thường thôi nó không có gì mà gọi là ghê gớm cả giống như cái tụi xuyên tạc chống phá đất nước các bạn thấy nó là bình thường thôi cái quan trọng là làm sao người ta ổn định được cái sự bình yên của đất nước của người dân nhưng mà cái đám mất dạy chó má chống cộng ở hai ngoại cái sự khôn nạn của tụi nó là nó xuyên tạc việt nam đây các bạn thấy nó xuyên tạc Việt Nam. Nó quay và đu kiểu đu cách. Những cái quốc gia sở tại tụi nó đang sống đó. Nó cũng đu thứ mô hình hết. Mà có bao giờ nó chia sẻ. Nó nó, nó đem ra để nó mổ xẻ đâu. Nó không dám các bạn. Nhưng mà nó quay về Việt Nam. Rồi nó xuyên tạc Việt Nam. Đu kiểu đu cách. Đây rất là mấy hôm nay tuần lại mình cũng theo dõi rất là nhiều về vấn đề mô hình quân đội các bạn thấy không nó đưa xe xe những cái loại xe hâm viên này là xe thứ dữ chứ không phải giỡn đâu các bạn xe này thì xe là loại xe chiến đấu nó loại nước nó, nó 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 băng rừng ruột suối nó mà những cái loại mà vũ khí có cái phương tiện mà, mà mà mà, an toàn tối tân nó cũng đưa vào chứ đâu phải giỡn đâu chứ các bạn chàng ơi ở việt nam mình quân đội làm là một cái mình chỉ có quân đội mình không có đặt tên khác giống như cái những cái quốc gia như thằng mỹ nó sử dụng những cái ngôn từ để mỹ dân thôi nó các bạn biết trong quân đội của nó nó còn có nó gọi là private military nữa nha đây nó còn sử dụng những cái từ rất là mỹ miều để khi mà nó đi chiến đấu như vậy nữa nó thuê một cái đội lính cũng của chính cũng có tụi nó nó huấn luyện làm ra nó gọi là private private military đấy nó có nhiều cái nó nó dùng những cái ngôn từ rất là Mỹ miều để đặng mà nó đánh lừa dư luận đánh lừa cái cái những cái người người ta không có hiểu hết về cái mô hình xã hội của nước nước, như nước Mỹ hay những cái quốc gia mà tư bản các bạn thấy không như là những cái cuộc mà 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 ngay cả mà 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 khẩn cấp ở tại uh, khắp, uh, tại tòa nhà trắng hồi tháng 12 năm ngoái các bạn thấy Thời tháng 1 chứ quên Tháng 1 cũng đâu Hồi tháng 1 năm ngoái các anh chị các bạn Ơ năm tháng 1 vừa rồi Nên các bạn thấy nó đưa cả một Tại vì cái cái sự hỗn loạn lớn quá Lúc đó nó đem cả một cái hệ thống quân đội vào Các bạn lúc đó nó không còn giữ Sử dụng cái uh, National Guard nữa Guard, Guard nữa các bạn thấy nó đưa cả một cái hệ thống quân đội rất là hùng mạnh nhất là tuổi về bên uh, bên thủy quân lục chiến để đặng mà uh, mà, mà ổn định cái trật tự tại những người này những cái chuyên môn của họ nó được huấn luyện bài bản hơn, còn cảnh sát thì nó chỉ giới hạn, nó rất là giới hạn, nó chỉ cái, cái 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 quyền lực, không phải cái cái quyền lực và cái cái kinh nghiệm và cái khả năng của họ khi mà tác chiến ở bên là để đối đầu với vấn đề mà khó khăn của đất nước, bạo loạn thiên tai đâu... Họ, họ họ không có đủ cái khả năng anh chị ạ. Cho nên họ luôn luôn cần có quân đội để đi vào ổn định cái vấn đề mà 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 an ninh quốc gia Việt Nam mình hôm nay cái tình hình khẩn cấp vấn đề mà Covid nó 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 hoành hành uh, mạnh ở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh các bạn thấy nhà nước điều động quân đội tại quân đội đây cũng là cái cách cái 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 cơ hội để những người bộ đội họ đi ra họ có cơ hội họ gần gũi với dân, tiếp xúc với dân và được đi vào trong những cái sự gọi là tham va vào công tác phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, phục vụ tổ quốc. Chứ họ đi vô bộ đội tối ngày ngồi đó suốt, đi huấn luyện, huấn luyện rồi đi về suốt, họ họ có cơ hội họ gần gũi với dân hơn. Các bạn thấy họ sẽ có được những cái kinh nghiệm khi mà đất nước gặp khó khăn đất nước nào khi khó khăn thiên tai dịch lệ người ta đem quân đội xuống rất là tổ, rất là hữu hiệu rất là tốt nhưng mà cái lũ khốn nạn cho ma chống pha đất nước ở hải ngoại tụi nó xiên tạc một cách giả mang và ghê gớm đó là lý do tại sao lại mình có mặt trên không gian mạng này mình yêu đất nước quê hương việt nam này vô điều kiện anh chị các bạn mình chỉ mong rằng việt nam phải vượt qua cơn đại, đại dịch kỳ này mình gặp khó khăn là nó nó cái sự biến chủng của nó quá mạnh và nó tàn phá quá lớn hiện nay Mỹ nó họ đang chịu ảnh hưởng rất là lớn một lát nữa mình sẽ chia sẻ một cái đề tài thứ hai nữa để mình cập nhật được cái thông tin này rất là hay đấy các bạn thấy là cái thông tin về ông bộ trưởng bộ y tế của Mỹ ông ta nói rằng Mỹ có thể thôi có thể đề là may, may control có nghĩa là có thể Ờ, chống được dịch trong năm tới bởi vì thuốc của Mỹ nó mới vừa được mới vừa được approve có nghĩa là mới được được công nhận của bộ thực phẩm bộ thực phẩm thuốc của Mỹ không đấy các bạn thấy khủng khiếp không đấy một lát mình sẽ chia sẻ cái đồ đề tài này nó rõ ràng hơn mình nói sơ sơ vậy thôi mình sẽ đi vào chi tiết hơn để các bạn thấy rằng cái sự mà mà Mỹ dân mà mà chính trị hóa của tụi Mỹ nó ghê gớm lắm tôi nói chị các bạn nó ghê gớm nó khủng khiếp lắm chứ không phải giỡn đâu các bạn nên nhớ cái bộ máy chính trị của thằng Mỹ nó là một cái bộ máy đa quốc dân tộc đa quốc gia nó khủng khiếp nó nó xảo trá nó bịp bợm nó lừa nó mỹ dân đủ kiểu đủ cách nó y như cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại này mấy cái đài đài BBC đài qua những cái bọn diệt tăng đồ tôi nói chị các bạn biết tôi không bao giờ sợ Nghiêu tên mấy cái lũ này ra đâu có nhiều người nói tôi đừng có đụng vô mấy cái tuổi này tôi nói chị bạn dù tôi có ngã xuống cho cái quê hương đất nước này tôi cũng hãnh diện và tôi tự hào tôi không bao giờ sợ tụi nó đâu tôi nói thật với anh chị các bạn một điều thôi thì lợi minh xin dừng ở đây lợi minh sẽ chia sẻ đề tài kế tiếp về cái ông này về cái tình hình Covid bích của mỹ các bạn thấy không kiếp nữa thôi đâu nó thật à. <laughs> xin chào bye 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 bye